Alo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Hoàng và đây là nơi mình sẽ làm video về nước hoa, đời sống và một chút về xe cộ nếu có thể. Mình chợt nhận ra là đang mùa hè oi bức mà trong những video trước thì mình toàn làm review về nước hoa dành cho mùa đông thì nó hơi ngột ngạt đúng không? Thế nên là hôm nay mình sẽ làm review về một chai nước hoa cực kỳ phù hợp dành cho mùa đông nữa. Thế nên hôm nay mình sẽ làm review về một chai nước hoa cực kỳ phù hợp trong mùa hè. Xin giới thiệu với các bạn, đây chính là chai nước hoa mà mình yêu thích nhất. Dior Homme Sport. Như các bạn có thể thấy là mình đã dùng gần hết cái chai này rồi. Chai này là chai 125ml nhưng mà mình đã dùng gần hết rồi. Lý do đơn giản thôi, bởi vì là ngày xưa thì mình chỉ có mỗi chai này thôi mà, cho nên đi đâu mình cũng xịt thì hết nhanh là đúng rồi, dễ hiểu mà, đúng không? Mà ngoài ra thì mình cũng cực kỳ thích cái mùi hương của chai này nữa. Cái mùi của nó cực kỳ sang, cực kỳ thơm, cực kỳ dễ dùng. Cho nên là mỗi khi nào mà mình vội ra ngoài ấy, thì mình sẽ xịt cái em này luôn, khỏi phải chọn. Ok, mình sẽ xịt ra thử nhá. Wow. Cái tông hương chính là xuyên suốt cái chai nước hoa này thì nó là cái tông hương cam chanh. Cái mở đầu của nó thì có hương cam bergamot này, hương bưởi này. Sau đó thì có xuất hiện của một chút gỗ, một chút gừng. Tất cả tạo nên cái chai Dior Homme Sport này cái mùi cực kỳ thể thao luôn. Cái mùi của nó rất nam tính, cực kỳ năng động. Đúng là một chai nước hoa sport có khác, cực kỳ năng động. Đối với mình thì đây gần như là một chai nước hoa mà hương tươi mát, nước hoa thể thao mà gần như là hoàn hảo đối với mình. Thật sự mình rất thích em nó luôn. Mình đã thích em nó ngay từ cái xịt đầu tiên rồi và đến bây giờ thì vẫn vậy. Thông thường thì các chai nước hoa sport, các chai nước hoa mà có hương tươi mát, nước hoa thể thao ấy thì thường nó bay mùi rất là nhanh, đặc biệt là trong cái thời tiết mùa hè như thế này bay mùi cực kỳ nhanh luôn. Nhưng các chai mát mát khác thì thường sẽ bay màu trong khoảng 3 tiếng gì đó. Nhưng Dior Homme Sport thì khác. Cái chai này có thể lưu hương trên da của mình lên đến khoảng 6 tiếng rưỡi đồng hồ dưới cái thời tiết oi bức như thế này. 6 tiếng rưỡi cho một chai nước hoa hương tươi mát cho cái mùa hè như thế này thì là một cái điều gì đấy cực kỳ ghê gớm. Thật sự các bạn ạ, cực kỳ ghê gớm luôn. Về sự đa năng thì mình khuyên mọi người nên dùng cái chai này vào mùa hạ hoặc là mùa xuân và nên dùng ban ngày. Thì như vậy thì cái sự năng động, cái sự khỏe khoắn của nó sẽ được phát huy hết tác dụng. Và mình thấy cái chai này mà làm nước hoa văn phòng thì cực kỳ là phù hợp luôn. Cái mùi của nó cực kỳ dễ chịu, ai cũng sẽ thích cái mùi này. Cái mùi nó không hề gắt, không hề nồng. Ngồi trong văn phòng mà xịt cái chai này thì cực kỳ bảnh luôn. Tuy nhiên thì mình nghĩ là cái chai này sẽ không phù hợp vào mùa thu và mùa đông cho lắm. Bởi vì nó không đủ mạnh để dùng vào hai cái mùa đấy. Và trong hai cái mùa đấy thì có rất nhiều cái sự lựa chọn tuyệt vời hơn rất là nhiều so với cái chai này. Thế nên là mình nghĩ mọi người chỉ nên dùng cái chai nước hoa này vào mùa hạ, mùa xuân, vào ban ngày mà thôi. Với cái giá khoảng 100 đô tương đương với khoảng 2 triệu 3 gì đó tiền Việt Nam, chưa kể ship về Việt Nam thì mình thấy là nó không phải là một cái chai nước hoa rẻ, không phải một chai nước hoa mà quá rẻ mà quá đáng để mua, cũng không phải là quá đắt. Nói chung mình thấy đây là một chai nước hoa không quá đặc biệt. Nó không phải là một cái chai mà nhất định bạn phải có trong cái tủ nước hoa của bạn. Đây là một chai nước hoa an toàn, dễ dùng, dễ chịu. Nếu bạn đang tìm kiếm một cái chai nước hoa mà tông cam chanh hương tươi mát dùng cho mùa hè mà lưu mùi tốt thì bạn nên có thể cân nhắc đến cái chai này. Còn nếu là bạn mà là một người thích cái sự độc đáo, thích một cái sự gì đó điệu đà, nó khác biệt một chút thì mình nghĩ là không nên mua chai này. Vì mình thấy cái chai này nó khá là năng động và nam tính cho nên là mình cảm thấy là những bạn nào mà ăn mặc thể thao một chút này, các bạn sinh viên, học sinh sinh viên mà dân văn phòng thì dùng cái chai này thì rất là ok la luôn. Ok, tổng kết lại thì Dior Homme Sport là một chai nước hoa tươi mát, sảng khoái, nam tính, năng động, rất phù hợp dành cho các bạn học sinh, sinh viên, các anh chị dân văn phòng hoặc là các bạn nào mà ăn mặc có xu hướng thể thao một chút. Tuy nhiên thì nó không phải là một chai nước hoa mà độc đáo hoặc là một chai nước hoa mà bạn nhất định phải có trong tủ nước hoa của bạn. Mặc dù vậy thì đây vẫn là một trong những chai nước hoa mà mình yêu thích nhất cho đến thời điểm hiện tại. Bởi vì đây là chai nước hoa mà bố mình tặng cho mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Nếu mà các bạn thấy hay
hoặc là thấy không hay thì cũng cứ subscribe ủng hộ cho channel của mình nhá. Và bây giờ thì xin chào bạn.